Oh my fucking god. Oh fit. Mày mày nhờ. Oh my diamond. Oh yes. Oh yes. Cuối cùng cũng là cũng đã có đầy cho mình. Ok, chào mọi người quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nai Hát. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Minecraft Survival 1.9. Và đây là tập thứ 5. Thì ở tập trước thì chúng ta đã bị lạc dưới một cái hang và mình đã đào đi lên được. Sau đó thì ôi lạ. Ôi lạ cái gì? Oh what the. Trời ơi, con kia còn đứng nó cười nữa chứ. Bá đạo vậy. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Ôi lá hê. Nên mình thử chỉnh lại mấy cái bình thường này nên như thế nào. Rồi đó. Thế nào cái bình thường mà mình chỉnh cho các bạn xem. Oh fuck. Lá. What the. Bị cái gì vậy? Ok, các bạn chờ mình tí. Ok, như bình thường rồi. Và chúng ta vẫn đang mất máu. Cái đó còn tới 20 giây nữa rồi. Và có một mình có quay một cái phần mình trúng cái kiểu như là cái khu mà spawn zombie á. Oh fuck. Đùa. Đây chúng ta đã spawn lại ngay đây. Thì cái đó mình lượm được 3 cái này, gold, diamond, iron nữa. Và mình tìm được một viên ender pearl. Cũng ngon rồi. Oh fuck là. Lạc 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 lạc. Để coi chúng ta còn dư cái gì không. Mình nhớ mình nhiều sắt lắm mà ta. Hình như mình bị mất 2 stack đó rồi á. Tức là mình lượm được nhưng mà mình không có đủ túi. Xong rồi cái ôi lá. Lá thế. Ok. Thì là mình lượm xong rồi không đủ túi. Mình bỏ lại mấy stack sắt. Và kết quả là mình mất hết rồi. Công tình mình đi đào. Ôi lá lá. Cái gì vậy? Một cây thôi. Có mỗi một cây chính thôi hả? Đùa. Ôi lát thế nhờ, sao lát vậy? Chắc tại mình đang update bay đây á. Bay đây thì nó lát lắm. 20 FPS mà sao nó cứ giật giật á. Đó nữa. Nó kiểu như cứ bị tụt FPS xuống đột xuất vậy. Chúng ta sẽ bỏ cái này vô đây. Sắt. Rồi. Bánh mì nè, lấy theo nè. Sugar cane. Ok, chúng ta cần sugar cane. Rồi bây giờ mình sẽ làm nông trại sugar. Oh, phá cái gì vậy? Ok. Chuột lập và phím lỏng lỏng dây tí mà. Rồi mình tiếp tục nè. Ở đây đúng không, mình sẽ đào ra 2 3 4 5 6 7. Ôi lát 8. Rồi và chỉ cần đổ một cái nước này vô thôi, nó sẽ chảy từ đây tới đó. Rồi chúng ta cứ việc đặt cái này lên thôi. Hơi bị ít mía nha. Mình cũng hết mía rồi. Ok. Nhờ đi chặt cây cái nữa. Ôi lát kìa. Rồi. Cúp đi rồi. Ô ừ. Riêu chứ. Xong. Một cái cây.
đa số cây này cây thấp nên khỏi cần trồng thêm một cột lấy lên được. Thì cái này á, là mình không có bỏ luôn cái survival đâu, mình sẽ hoàn thành nó, nên là mong các bạn cứ ủng hộ tiếp tục như cái series khác như Payday với lại Trip Taken. Dạo này mình cũng khá là ít và ra video được, bận khá là nhiều việc. Mình nhớ không muốn bỏ một giỏi đủ 4 con. Giờ có cái này đi nè, 40 cái hạt giống đủ đấy, có con kia nữa. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi mai tiếp. Cái này thì mình sẽ đi kiếm lại cái hang mà mình đã bị mất. Thì mình nhất quyết mình phải tìm cho ra cái đó đó. Cái mình đi hướng này thì hiện tại có một số cái mod nó chưa hỗ trợ trên 1.9, cho nên là không thể nào mà cài vô được. Thật sự mình rất cần nhiều mod khác nhau lắm. Ôi lát, trời ơi lát vậy, trời ơi lát quạo kịp luôn kìa, đùa đấy hả? Trên đầu mình là cái gì đây, lát rồi chả thấy gì hết, cứ bấm nhảy đại thôi. Cái buồn này nó không lót kịp. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải băng qua khu rừng bên này và ngoài ra chúng ta phải băng qua một cái gọi là một cái jungle lớn nữa kia kìa. Ô đây rồi, đây là nơi mình tìm thấy cái ok. Đó, nằm ở đây. Chúng ta sẽ bắt đầu đi xuống, lấy đồ và đi lên lại. Mình là cũng được nhàn rảnh hết đó. Không phải dần vừa đâu. Kế thì mình mới vừa kiếm được một cái mấy cái nút tắt gọi là trong Minecraft á, chỉ cần ấn giữa F3 và ấn Q thì các bạn sẽ thấy một oh fuck. Đây nè, đó, nó có mấy cái dòng này nè. Deeper khi gì đó. Thì mình sẽ sử dụng một cái này, thí dụ như là mình sử dụng F3 cộng A một cái để reload lại cái kia cho nó bớt lát á. Một phát lát 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 mình nghe tiếng skeleton nằm đây. Oh my, where are you now? Đừng có giết anh nha. Đó, ba stack của chúng ta nằm ở dưới này hết. Còn thêm một cái shadow. Thì sau khi có shadow thì chúng ta có thể làm nhiều thứ các kiểu khác nhau nữa. Và mình nghe tiếng zombie khá là rõ nằm ở đây. Oh fuck lag. Đừng lag nữa. À kia rồi. Định lấy lén rồi. Ôi, nó không cần nó lén rồi, nó đánh trực trực diện mà mình vẫn bị lag như thường. Ok, mình khá cần là cái mấy cái này nè, để khi mà chúng ta có diamond chúng ta sẽ làm được cái bàn phù phép. Mà có bàn phù phép thì nhiều thứ lắm. Ôi ôi, cái này đặt vào rồi, đặt vô. Ôi ôi lá, đặt nhầm cái nó lát liền tại chỗ luôn, không cần gì hết. Đang chờ mình tới mình kiểm tra đồ cái đó. Nó bị lỗi đét. Bực thiệt. Thế giới nó sẽ không đào sắt nữa. Ta sẽ tập trung đi. Sao nó cứ chọn cái này thế nhờ. Ôi hình như bỏ lâu ngày quá nó chưa lát kịp. Cái nước trên này lát luôn rồi kìa. Ok. Rồi, nước rút rút rút. Oh my fucking god. Oh shit. Mày nhờ. Oh my diamond. Oh yes. Oh yes.
cuối cùng thì cũng là cũng đã có đầy được mình, đầy mình, đầy mình, đầy mình, đầy mình hai viên à, hả, chắc nó phải còn chứ đó. Trời ơi, diamond, diamond, yeah. Ô lát cái gì vậy, con dơi nó bay thẳng từ trên này nó bay xuống nhà nó chết. Ok, chúng ta sẽ làm thêm stick và hết than. Fuck you. Than ơi, đây mi đây rồi, ơn giời than đây rồi. Sao cứ kiểu lắc lắc nhỉ. Đây rơi ra một cái stick nè, cái còn nữa đúng không, hang còn dài mà. Chúng ta sẽ đi tham quan từ từ, không sao cả. Rồi ơi nhầm ơi, cái này đây rồi, redstone à, ok cần luôn. Chúng ta cứ lấy redstone về chúng ta chế thành block, xong rồi cái xây một số cái cửa bí mật. Than bây giờ là cũng cần khá là nhiều, hiện tại mình có ba cái bốn viên than mình đúng không, và chúng ta làm được một cái cúp. Sau đó mình sẽ đi đào obsidian để mình xuống địa ngục ở tập sau. Rồi đi thôi, tiếp tục săn lùng diamond. Ok, mình quay trở lại, chúng ta sẽ tiếp tục survival. Thì nãy mình mới vừa đi lấy đồ cái Ophan skeleton. Get đi rồi, táo vào và đi mai tiếp. Đó đây mình nhờ vui quá, ô vàng kìa. Ô đây mình, yes. À ô oh. What the, ok mình vẫn còn nhớ chỗ đó, sao cả chúng ta sẽ đi học bài nữa, ngủ trước nữa, hèn gì quá trời zombie. Ok rồi, đã sáng và tiếp tục quần trình đi mai cho hết. Không có gì cả, giờ là tiếng đóng cửa lại thôi. Để xuống nước thì cái khiên của mình nó cũng đã sắp hết hạn, mình sẽ sửa lại. Cái gì thế kia, rồi con gì nó bơi, mình cứ tưởng cái gì rồi, nó chưa loát kịp luôn rồi. Thế mình nhớ thì chúng ta sẽ đi qua đây, qua khỏi chỗ này, sau đó là nhìn qua bờ bên kia và sẽ thấy đó. Nó chỉ việc bay xuống nước. Ôi, sao nó không bay xuống nước, nó lại bay ngay cái bãi đất liền. Sâu phết. Ok, xuống, rồi. Đây là cách chúng ta xuống nhanh nhất. Và chúng ta đã tới nơi. Rồi đuốc kìa. Đuốc, đuốc. Cảm nhờ. Rồi, đi tiếp. Hồi nãy là mình đi theo hướng này nè, xong rồi cái the fuck hướng này đó, mình đi theo hướng này trong nước vô đúng không ta, xong rồi đi xuống đây vòng qua đây chạy xuống à, đây tới đây là chúng ta sẽ gặp diamond ở đây, và mình đi theo hướng này
đi lên đây. Rồi ủa mình có lên đây không ta, hay là mình ở dưới này nè. Đó, đây nè. What the, ý không bị chết đâu vậy. Chạy đi, không sao đó. Nó sẽ đi lấy diamond. Ok, đóng kim cương của mình chưa bị gì cả. Hay quá, vẻ lớn rồi. Chúng ta sẽ lấy vàng để làm what the. Đùa. Thôi, nhện nè. Nhện. Nhện, nhện nè, nhện nè. Rồi bây giờ mình sẽ cần phải ăn trước khi tiếp tục. Ôi hai con rồi đấy. Bây giờ vừa đâu. Ôi fuck. Đúng rồi, mày bắn đi. Trúng à, trúng à, trúng nè. Và chúng ta lượm được một cái cung nữa. Mình sử dụng cái hoa này đi. Ghép hai cây cung này lại. Để ở đây. Rồi. Mình sẽ lấy cái này. Và cắm đuốc. Đào kim cương. Ôi nhiều thế. Và cái này chúng ta đủ để làm được cái bài mình tra rồi. À, sẽ đi xuống địa ngục trong một thời gian sớm nhất có thể luôn. Ok, thôi bên đây là một cái hang nữa. Bắt lắc cái này, cái đá này nó cứ chặn cái đầu mình lại. Ở đây là tầng thứ 13 cho nên là vẫn có cơ hội kiếm được diamond. Đây không có nè. Trên đó là đi lên chắc không có đâu. Giờ mình sẽ chỉ đi xuống thôi chứ không có đi lên nữa. Cái hồ đây, hồ này rộng lớn vậy. Nên mình sẽ quay trở lại sau. Bây giờ đi tiếp hướng này. Bắn nè. Sao mình cứ lượm cái hoa này ngoài nhỉ. Rồi stick dưới này thì lại hiếm than quá. Để đi xa xa tí thôi. Lên trên hả? Có ngọc lưu ly rồi chạy lấy nguồn nước ở đây. Nước cái tấm nhập hình như mình nghe có tiếng gì đó, hình như là tiếng phù thủy hay sao. Ờ à, đúng rồi đó. Đó các bạn nào nghe được không vậy? Đó đúng rồi, nó đó, chính nó đó. Đấy à, chọi thuốc độc, chọi thuốc độc, chọi thuốc độc, chọi thuốc độc. Một lá trời nè, trời nè, nay thì trời nè. Trời nó cho mình cái yếu rồi, bây giờ mình đọc không có được. Why? Oh fuck. Ok, chúng ta đã về được tới nhà. Bây giờ là mình sẽ nung bớt mấy cái này đi, cho nó trống mất cái túi đó nè. Rồi sắt nè. Cái này 2 cục. Cái này 2 cục. Cái này 2 cục. Cái này cũng 2 cục luôn. Cái này 2 cục. Mình còn một cái lò nữa. Ờ, đây. Rồi còn có 1 cục rồi. Giờ mình sẽ đi kiếm than ở quanh quanh cái núi này. Đây hay quá, ngay đây luôn, không cần đi đâu xa cả. Và chúng ta sẽ làm một cái cúp diamond, sau đó chúng ta quay lại cái hang ở dưới đó và lấy một ít hắc điện thạch đá dung nham.
còn nhiêu đây than là đủ rồi, quẩy thôi. Cái bò này chưa lớn nữa ta, không lớn sao mà mang được gì. Cục nữa mình may được bao nhiêu than, bao nhiêu đá, nhiều rồi, làm khoảng 4 cái lò, còn 3 cái thôi, xếp thêm hạn trên này nữa, còn ở được cái rừng biết mà. Đốt đi chỗ khác chơi. Cái này đạp đi, cắm trên này nè, đó cũng sáng nhà như nhau thôi, nhưng mà rồi cái này, cái này vô, cái này vô, vô hai viên, hai viên, rồi hai viên. À, chúng ta có được một mẻ sắt lớn, cực kỳ lớn luôn, với 2-3 stack sắt đang được nung. Bây giờ làm gì tiếp theo đây ta? Đúng rồi, làm cái cây kia đó nè, cất mấy cái này vô nè. Gỗ mình có chiếc túi rồi, chế tạo thành cái stick, cái gậy cúp diamond. Yeah, chúng ta sẽ bỏ cái lapis lazuli ở đây, có hơn một stack rồi nữa mình sẽ không đào nữa. Cái này dục nè, cái này chắc cũng phải đem đi trồng hoặc là dục gì đi đi chứ để chặt túi lắm. Ok, cho mình cái cúp á, vô chưa vô. Lấy cái bông xuống nè. Rồi, trồng hết trước nhà luôn. Đó, rồi đó, xong. Cất bớt lại mình nữa nè. Bây giờ mình có khá là nhiều rồi, đủ xài á. Chúng ta sẽ quay lại cái bên kia, cái hang hồi nãy, tại vì cái hang hồi nãy là mình thấy nó có khá là nhiều cái obsidian. Đào khoảng chừng là bao nhiêu cục ta, 4 cộng với 6 là với mỗi bên là 3 3 là 6, hai cái cột bên ngoài là 6 cộng với 4 nữa, khoảng 10 cục. Ok, 10 cộng với 4 là 14 cục, nhiều nhiều lắm luôn á, chứ không phải ít đâu. Fuck. Rồi lại đi xuống được bằng cách thủ công nữa. Đây, đổ nước vô nhảy xuống rồi hút nước lại, chúng ta sẽ đi xuống nha. Thì các bạn chờ mình tí nha. Ok, mình đã quay trở lại. Bây giờ mình sẽ chạy xuống cái hang hồi nãy mà chúng ta bị chết và lấy obsidian. Ngoài ra chúng ta cần thêm than nữa, nhà mình thiếu than lắm rồi. Đây, xuống hướng này nè, chạy xuống đây nè. Xuống đây, à dạ, fuck, xuống đây, chạy qua đây, xong rồi chạy vòng lên đây. Theo lối này chúng ta sẽ chạy tới được cái một đó, đây rồi. Zombie. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Từ từ thôi. Ok, một con. Rồi. Có một thằng bị cháy. Cái này chưa đi nè. Không vô. Đây mình còn một cái kiếm sắt nữa. Trước khi đào mình cần phải quan sát một số thứ.
đấy. Ôi rồi hên, bấm kịp thời không thôi là chết cháy rồi. Ok, cái quá trình đào này cực kỳ lâu, phải đó cực kỳ lâu chứ không phải là lâu vừa đâu. Để đạt được cái mốc mười mấy cục là phải bỏ ra một lượng thời gian lớn luôn đó. Rồi cần cái này đúng không? Giờ mình cứ dùng cái này cho nó đẩy mình đi. Đào một đường xong đào tới đường ngang. Bây giờ mình lấy khoảng 4 cục, mình về mình chế tạo ra cái bàn kia cái đó, để coi mình có được cái gọi là độ hiệu quả. Thì được cái đó thì nó đào cái này nó sẽ nhanh hơn. Chứ mà ngộ chờ mấy cái này lâu lắm. Đào nốt cục này nữa. Không chạy lại. Rồi ok, chúng ta sẽ có bài ở trên đây mình quay về nhà đi. Để quay được về nhà chúng ta cần nhảy xuống chỗ lava này. Bài mình quên tháo giáp ra, mình phải tháo giáp ra thì tốc độ mất máu của mình sẽ nhanh hơn và cái chết đến nhanh hơn. Thu hoạch cực kỳ nhiều sắt luôn rồi, đại gia sắt rồi. Ok, mình sẽ lấy 2 viên diamond ra, mình dư diamond ấy nhà, không có sắt, thơ sắt. Ok, mình sẽ đi coi mấy cái này như thế nào. Chưa lên nữa hả? Are you kidding me? Mình cần một ống sắt tương đương với 3 cây mía. Mình sẽ gom 3 cây lại. Rồi. Và một cái da thuộc. Giết một cặp bò đi. Giết phải giết đôi đi, giết lẻ đâu. Rồi, chết. Tạo ra cái cúp đó. Không ai gì đó mai đi. Ok, bây giờ là cái cuốn sách, đây là ô cái tờ giấy này, cái này với một cái da, chúng ta sẽ có một cuốn sách và như thế này này, chúng ta sẽ có một cái vàng enchant. Ok, mình sẽ để ở đây và mình sẽ để cái này vô đây, cái là biết để là biết vô đây cái này vô. Độ hiệu quả 1 nè. Ok, chơi liền luôn rồi, ngon. Kiếm cúp diamond cha, mình sẽ đi ngủ qua ngủ qua ngày hôm nay cái đó. Một cúp diamond mình chăm đẹp vê lờ. Nên chúng ta sẽ bắt đầu đi đặt mai. Có cầm cái cúp này trong tay chúng ta sẽ mai được với tốc độ nhanh hơn, pro hơn và đớp. Đây là cánh đồng của anh. Ow, fuck you, phá hoại cánh đồng đúng không? Để chúng ta sẽ băng qua khu rừng bên này để dễ dàng. Rồi nhảy xuống đi lên. Ôi hết nước, ba kêu ta sẽ đi xuống với tốc độ mình đánh vèo 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 vèo. Nếu ngước lên thì chúng ta đang đi xuống từ 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 từ. Rồi, lúc nước lẻ. Chạy qua đây nè.
chạy xuống. Chạy qua đây, chạy xuống đây, nhảy xuống đây nè, được tắt cho nhanh. Đây giáp mình cũng gần hư hết rồi, mình sẽ đem về nhà mình trưng, còn mình làm một bộ giáp mới. Quá sao thằng nào cũng muốn giết mình. Rồi sao chết đi. Bây giờ chúng ta sẽ đào cái này thì tốc độ đào của nó sẽ nhanh hơn được một tí, dễ cái cục obsidian sẽ nhanh bể hơn. Và chúng ta chỉ cần kiếm 10 cục, sau đó chúng ta sẽ làm cánh cổng địa ngục. Ok, bây giờ mình sẽ thu nước lại và đặt nó chỗ mới như thế này, đặt được rồi. Đó bắt đầu đào. Thì nếu mà cái này mà mình hình trang, sau này mình có đủ sắt rồi thì mình sẽ hình trang ra cuốn sắt. Sau đó là nếu mà nó được cái gọi là độ hiệu quả mà 2-3 gì đó, ép nó vô cái này cho nó nhanh lên. Rồi như các bạn thấy là tốc độ đào cục đá rất là nhanh luôn. Còn bây giờ nhanh 8 cục rồi, 2 cục nữa thôi. Oh fuck, cái này là cái gì vậy? Chẳng lại rồi. Chúng ta sẽ còn 2 cục nữa, có gì thiếu vô đặt tiếp chứ đào dư lâu lắm. Nó không phải như đá đâu, bấm một cái là đào bồng bọt liền. Rồi chúng ta đã có 2 cục và mình sẽ đi về đâm ơi, đâm đào xuống từ từ, mà đâm đào xuống luôn đi. Rồi cổng địa ngục, và chúng ta sẽ xây một cái gì đó để đi xuống đi, chứ bây giờ mà xây ở trên này mình nó kỳ lắm. Ta sẽ xây ngoài trời, và ở đây sẽ là khu mình đi xuống. Mình chưa có sẻn đúng không? Chế tạo sẻn nhanh nhanh nhanh. Oh fuck. Sẻn là gồm có hai cái này sắt rồi, giờ mình chơi đồ sắt đi, đừng chơi đồ đá nữa, thời kỳ đồ đá đã qua rồi. Sau này chúng ta sẽ sử dụng đến thời kỳ đồ sắt, đồ kim cương. Mình sẽ đào ở đây một cái vòng quanh đây nữa, rồi lắp cái này vào ở đây. Ô cái gì vậy? Lệnh hết nè. Xong rồi lắp đá lại. Sắp có bị cái này nha. Đó bây giờ nó cần nè. Rồi cho anh xin lắp đá. Chúng ta sẽ bắt đầu đi xuống từ đây và đào ở đây. Hai cục ở đây. Này này này, xuống sâu tí ha, tại vì cơ bản là mình cần nó hơi bị bí mật tí, hơi có một chút bí mật tí để mấy tụi zombie đồ mình lúc mà mình đi á nó sẽ không vô, nó phá của mình. Cái này đây thì mai mốt chỗ này mình sẽ xây cái gọi là cái cửa bí mật nằm ở trong này, khi nào mình đủ đồ. Bây giờ chúng ta sẽ xây một căn phòng rộng 10 x 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Rồi
2 3 4 ô không 3 oh fuck dính cái này nữa hả? Bỏ kệ đi. 4 5 6 7 8 9 10 nó cơ bản là nó sẽ tới đây nè. Và ô khoan đã đúng không, cái này là 5 ô. Ờ 5 ô đúng rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rồi 9 đủ rồi, tại vì mình chưa đếm cái ô kia. Rồi bây giờ mình sẽ đi lắp lại cái phần bên này. Đây lắp vô. Đây sẽ là cái gọi là cái máy của nó. Rồi lắp vô còn 21 cục rồi hả? Sao thiếu thì chúng ta sẽ mai tiếp để có. Rồi mình thử dùng cái này coi nó đào nhanh cỡ nào. Đào cơ, ghê thiệt. Ok mình sẽ làm trang cái cúp sắt của mình lên, tại vì mình thấy nó khá là tiện lợi. Rồi mình sẽ làm một cái dê luôn đi. Một cái dê gồm có 3 cái khối này luôn hả? Tốn sắt thế. Không sao, đẩy ra sắt rồi. Mọi việc đều có thể giải quyết cả. Rồi cái dê đặt đây. Và mình cho cái này vào, cho cái này vô. Chỉ cần tốn 3 kinh nghiệm là nó sẽ full cây. Cái này đặt vô nè. Nào biết đâu. Lấy một cái nè, cho vào đây. Cái này cho vô. Cũng Infinity nữa hả? Ồ không, Efficiency gì đó. Ok, thêm một cục nữa anh chàng cho cái kiếm luôn đi. Thì mình có cách là mình enchant đi. Thuốc độc của động vật chọc đốt. Cái độc gì ấy? Ủa đâu rồi, cái kiếm rồi. Ồ có cả Unbreaking 1 luôn kìa. Nó rồi mình sẽ bắt đầu đi xuống đào. Bập bập bập. Rồi cái này đào ra. Ôi thế nhờ, cắm cái đuốc vô này. Rồi sau này mình cần hình trang cái sẻn thêm cái độ mềm mại để mình lấy cỏ về nữa, lót sàn nhà nhìn gió đẹp. Cái này tới đây rồi đúng không? Rồi chúng ta sẽ cho thêm đá vào để lắp. Fuck shit. Đây đây à, kéo dài qua đây. Rồi đào hết đi, không có cách nào đào nhanh hơn được trừ gravity. Ok mình sẽ không để tập này lâu đâu, tại vì tập này mình cũng quay khá là dài. Mình sẽ xây luôn cả cánh cổng ở đây đi, sau đó mình sẽ kết thúc tập này đây. Còn cái phần này thì trong phần sau mình sẽ dọn. Bây giờ mình lắp cái này lại. Đây là cái khung của cánh cổng. Và oh fuck, đùa thế. Đặt nhầm cục này là lâu lắm. Rồi cái này vô đây, đây và đây. Sau đó chúng ta sẽ đi lên. Ôi trời tối nữa hả? Rồi qua đây. Mình có cái flint luôn vậy ta.
Lin có rồi, Spark Raver rồi, Lin tại sao Lin đâu, tỷ lệ trúng 1% nữa là coi như là mình đào 100 cục mình mới trúng được một cục á, mà cứ như vậy không biết cái chừng nào mới đào được nữa. Mình hết sỏi rồi hả? Trời ơi, tại sao không cho thêm sỏi đi? Lên lên rơi ra cái sỏi dùng một cái đá lửa dùng một cái đi. Ok, đã có cái lên rồi, và bây giờ mình cần đi nung cái này, cái này với một cục này vô rồi. Sắt đâu? Oh fuck, sắt nào? Flin, và chúng ta đã có cái Flin này steel. Chúng ta sẽ chạy xuống dưới đó và đặt vào, chạy xuống bên này. Đây, boom. Oh my. Ok, mình sẽ kết thúc tập thứ 5 ở đây cùng với vài viên diamond, và chào lại mọi người trong phần sau của Minecraft Survival 1.9.